Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại Ethiopia. Và đây là một cái sườn núi cô bác quý anh chị. Có một điều khá là lạ là khi đến đây á, thì cái nhiệt độ ở đây á, mặc dù là ở châu Phi, nhưng mà cái nhiệt độ thì khoảng tầm 19 độ C thôi. Không khí mát lạnh giống như là Đà Lạt của Việt Nam vậy đó. Và hôm nay thì Bùi Hồ sẽ giới thiệu với cô bác quý anh chị một cái bộ lạc đầy màu sắc sặc sỡ, có tên là bộ lạc Dosi. Thì bộ lạc này được mệnh danh là một trong những cái bộ lạc khỏe mạnh nhất ở ngay tại Ethiopia. Và cái trang phục của người đàn ông này mặc cho cô bác ấy, quý anh chị thấy cái sự quyến rũ của người đàn ông ha. Và đây là những cái ngôi nhà của bộ lạc Dosi này. Nhìn sơ sơ thì chúng ta thấy cái cảnh của ngôi nhà của cái bộ lạc Dosi này nó giống như là một cái tổ ong nha. Đây là những cái trống. Một cái người trong bộ lạc này sẽ mặc cho mình một cái trang phục rất là sặc sỡ của bộ lạc này. Bộ lạc này có tên là bộ lạc Dosi, ngay tại Ethiopia. Một cái trang phục được dệt rất là kỳ công luôn mọi người. Đây là một cái chiếc quần có một cái đáy rất là to luôn ha. Một cái đáy quần rất là to luôn nè. Ok. Và bây giờ anh sẽ chọn một cái dây để cố định cái quần này lại. Những cái bộ lạc mà Bùi Hồ cùng với các anh em đi qua đó thì chắc có lẽ đây là một cái bộ lạc mạnh mẽ nhất và sặc sỡ nhất ở trên cái đất nước Ethiopia. Chắc có lẽ là một cái đáy quần như thế này để mà giúp cho những người Dosi họ sẽ chạy nhanh hơn, gượt những cái con thú á, nhanh hơn. Tại vì ở bên kia Bùi Hồ thấy có những cái mảnh da của cái con báo, con mèo á. Và em Phong thì cũng đang được khoác trên mình một cái da mèo. Okay. Có một điều khá là mình muốn thắc mắc là khi mà muốn săn một cái con mồi đó thì mình sẽ dùng một cái vật gì đó ngụy trang để cho con mồi đó không phát hiện. Nhưng mà cái trang phục của bộ lạc này thì cực kỳ đặc sắc luôn. Theo một số thông tin được biết thì đây là một cái bộ lạc mạnh mẽ nhất trong tất cả các bộ lạc ở ngay tại Ethiopia này. Và sau khi chọn một cái trang phục sặc sỡ như thế này thì Bùi Hồ được chọn một cái da của một cái con báo. Chắc để da của con báo này cho những cái con vật như là những cái con khác nó sợ mọi người. Và đây là đó, đây là còn cả những cái chiếc móng vuốt của cái con báo nè. Phải nói là cực kỳ luôn. Đó, đây là những cái chiếc móng găng nanh đó của cái con báo. Và đây là một cái thứ gì đó để bảo vệ khi mà cái con báo tấn công. Và đây là một cái cây lao. Nó rất là sắc bén. Ở đây họ dùng bằng sắt, họ được đúc chui rèn, có nghĩa là dùng để phóng như thế này nè. Nhìn cũng ngầu. Rất là lạ luôn. Nói chung là một điều gì đó rất là hay ho và rất là độc đáo và sặc sỡ nhất trong những bộ lạc mà các anh em đã được đi qua. Ok. Cái này dùng để sưởi ấm luôn đúng không? Dùng để sưởi ấm vào những cái mùa đông luôn. Sau khi mặc cái trang phục này lên đó thì mình cảm thấy mình rất là mạnh mẽ lên, giống như những người đàn ông ở trong cái bộ lạc này đó. Khi họ mặc những cái trang phục này để dùng để không những dùng để trang trí mà họ còn dùng để chơi những cái nhạc cụ, những cái lễ hội, những cái dancer để họ mừng vui khi mà được một cái chiến công gì đó trong cái bộ lạc này. Nhìn thấy rất là ngầu ha. My name is Montari, I'm from Ethiopia, Ethiodorze, southern part of Ethiopia. Hello. Montage. Saro. Sago. Injao. Sago. Dosi. Dorze. Saro. Dorze. Cái này là một cái bằng sắt á, cũng khá là nặng, đeo vô một cái tay như thế này. Còn cái đây là một cái lao cũng khá là bén luôn. Đó, ở trên này dùng để cố định những cái cây ở trong này lại á, dùng để nối á. Cực kỳ chắc chắn luôn mọi người. Now I'm going to give you some explanation about Dorze culture and about Dorze lifestyle. And you know the word Dorze means one of our famous is by weaving. Dorze means a weaver. So in whole Dorze, we have 12 small villages. And now you are in the center of one village. This village name called Dorze Bodo.
in 12 villages, the population around 60,800 people. And then those people, their religion, they follow Orthodox Christian. And as I told you, above the sea level, the elevation 2,500. And as I told you, Dorje means a weaver, second are by agriculture. Maybe if you saw in our compound, we have only this, the porcelain banana plantation. Mm-hmm. But outside of compound, we grow different crops, which is barley, wheat, sorghum, and other vegetables. Potato, carrot, beetroot, cabbage. We export down to the Omo Valleys. And three are by Dorje traditional dance. Maybe if you've been northern part of Ethiopia around Lalibela, they dance by shoulder like this. Mm. And also if you go to North Tigray, they dance only by neck like this. If you go down to the Omo Valley, they jump up high like this. Mm. Like Kenya, Maasai Mara people. But if you come here to Dorje, we dance with the hips like this. Mm. That's our traditional dance. So for Dorje traditional dance, we wear different purpose. What I wear it one is, this the pant name is, we call it Dunguza. Dunguza have three colors, which is black, yellow, red. So the three colors have their own meaning. The black one shows the skin of the people. And the red one, on this time, our grandfather, they are hunters, shows the blood, satisfied. So the yellow one is bright for the future. So we wear this Dunguza for special occasions and for Dorje traditional dance. And pot are by pottering, the women, they made from clay different stuff, which is coffee pot, coffee cup, and also a big jar to prepare Dorje local beer. The beer name is, we call it Borde. So this is the Dorje traditional house, which is made up of bamboo. The top cover is also from the bamboo leaf. So the house, the people, why they build with elephant shape, you know, and this time, 107 years ago, there was elephant around the village, and our grandfather, they are hunters, they hunted them. The person who killed elephant, his name called Uduga. Uduga means a chief. To be hero, they will kill the elephants. The elephants are the immigrants down to the Mago National Park, Kenya to Tanzania. In this moment, there is no elephant in the village, so we build a house with elephant shape for the memory of elephant. When we build this house, we make highest maximum 10 up to 12 meter high. Why the highest? Because the house is made up of bamboo. Sometimes when the termite, when they damage from bottom the bamboo, it getting down shorter and shorter. Người dân trong bộ lạc Dorje này họ đã biết trồng chuối nè mọi người. So this is the false banana plant. Mm-hmm. Why we call false banana? Because it does not give real fruit. We use the leaf, the steam part, the dry part, and the bottom part. So from the steam part, we prepare bread. The leaf we use for the cover of the house. The bottom part, we boil it and we eat like as a potato. And this here, this is from the steam part. From the steam part. Mm-hmm. And then now she is going to scratch it with a bamboo knife. Bamboo knife. And then she buried underground for 3 months. After 3 months, they will make a bread. Thậm chí là cái vỏ chuối dùng để làm nhà luôn nè. Lần đầu tiên mình thấy cái chuối siêu bự luôn. Cái chuối khổng lồ ha. Và người ta tận dụng mọi thứ nha. Có nghĩa là có thể ăn được luôn. Ăn được. Rồi làm được mọi thứ. Ai suy ai không chỉ. Không mà suy lên thế. Ăn được cái là được rồi. Ai suy. With this water, we make a forage. To eat forage. And this underground. Yeah. 3 months we made a bread. Now this is fresh one. Just smell it. Smell just. Okay. Mình sẽ thử lại làm lại cho mọi người cùng xem nha. Cái chuối này người ta sẽ bao lại như thế này, như chị gái nãy bao á. Và nơi đây là những cái da của cái con thú mà họ săn được đó mọi người. Họ làm chiếc ghế nè. Da bò. Này da của con bò. Rất là kỳ công luôn ha. Họ dùng để nghỉ ngơi. After 3 months. After 3 months.
Ngồi ở đây nhìn có vẻ rất là hứng thú biết là thiên nhiên ha. Cho nên là đối với châu Phi á, cây chuối á, cái thân còn ăn được. Họ ủ lại ăn đúng không? Banana. Yeah, no, just this is she make a bread. She will put on the fire. She bake. Yeah, this is the not cooked one. Okay, good. Đây, sau khi mà họ bào ra thì nước thì dùng để uống nè. Còn cái này họ sẽ đem ủ như vậy và có thể chế biến nhiều món thực phẩm. Như vậy là cái lá chuối, thân chuối và mọi thứ từ cây chuối có thể tận dụng được, ăn uống được bình thường. Và đặc biệt cây chuối này thì mình thấy là nó không có trái, nhưng mà cái cây chuối này nó rất là to luôn ha. Và cái những cái ngôi nhà của bộ lạc Dosi này đó, họ sống rất là sạch sẽ. Từ cái chiếc ghế họ làm cũng rất là thiên nhiên, từ những cái con vật mà họ săn từ trên trên rừng đi xuống. Từ những cái bẹ chuối đúng không? Dạ. Rồi người ta sẽ cào ra, sau đó sẽ ủ lại làm một cái thức ăn chính trong cái bộ lạc Dosi này. Từ hồi xưa mình có đọc một cuốn sách nói về chuối ở châu Phi có một cái giống có thể là ăn được. Thì hôm nay lần đầu tiên cuốn sách đã đọc cách 10 năm trước rồi. Và 10 năm qua không nghĩ là không thể nào gặp được cái cây chuối mà có thể ăn được. Nhưng mà bây giờ em nghĩ là cây này mà mang về Việt Nam cũng hay á. Ừ. Làm bánh. Cái vị bánh nó y như là bánh chuối ở Việt Nam vậy á. Không cần phải đem xay chuối ra mà lấy thân có thể ăn được. Ủ, tiếp tục ủ. Chị gái đang làm bánh này. Và sau đó đem lên nướng nha. Hoặc có thể là đem hấp lên. Làm kiểu gì cũng ăn được hết. Từng cái những cái bẹ chuối như thế này họ sẽ ủ lên một cái bia. Đây là một cái nước uống của họ nè. À, giống như là lên men á. So với tất cả những cái bộ lạc mà mấy anh em đã từng đi qua thì đây là bộ lạc người đàn ông mạnh mẽ nhất. Những bộ lạc kia thì người phụ nữ coi như là những người lao động chính trong gia đình. Thì ở bộ lạc này thì người đàn ông họ sẽ trồng trọt và đi săn, người phụ nữ đảm bảo đã làm một cái công việc đó là nội trợ. Từ cái việc nấu nướng hay là họ rất là kỳ công luôn á. Cái lá chuối ở đây cũng bự lắm. Mà đem đi nướng nè. Ở những ngôi nhà trong bộ lạc Dosi này đa số họ làm từ những cái cây tre, cây trúc đó. Mọi người, đây, những cái cây tre đó họ làm rất là kỳ công và đan với nhau á. Họ làm những cái vảy dãy hàng rào và ngay cả là những cái ngôi nhà như thế này. Và cái công việc chính của họ là họ sẽ dẹp những cái vải để mà bán, đem ra chợ bán là như thế nào đó. Và đây là những người đàn ông họ sẽ dệt. Hello. Hello. Hi. Việt Nam. My name is Ayaleo. Yeah. Vui Hậu. Vui Hậu. Và đây là cái chiếc bánh làm từ chuối sau khi họ nướng lên. So với những bộ lạc khác thì đây là một bộ lạc có vẻ khá là thân thiện.
trong tất cả các bộ lạc ở Ethiopia. Lá chuối anh không? Bè chuối. Bè chuối. Nhìn ngon ha. Ừ. Nghe được một cái mùi thơm. Hơi bị cháy. Vâng, có em có cảm nhận là những người ở trong cái bộ lạc Doji này họ rất là thân thiện không? So với những bộ lạc anh em mình đã từng được đi qua. Mình đã đến rất nhiều bộ lạc hung dữ lắm. Họ ngại và họ không muốn người ngồi vào. Nhưng lần đầu tiên đến bộ lạc này, mùi chuối này. Nó có chất xơ. Đúng rồi. Xơ rất nhiều. Nhưng mà đó giờ mình em chưa bao giờ nghĩ là người ta dùng lá chuối, dùng bẹ chuối, dùng thân chuối để ăn. Lâu nay thì mình ở Việt Nam mình gọi là heo ăn chuối, đúng không? Lần đầu tiên mình ăn giống như chuối, giống như heo vậy. Mà em có thấy không, nước từ cái loại bẹ chuối á có thể sử dụng để uống. Và vì đó mà cái thân chuối nó rất là to luôn. Thân chết đó. Đúng rồi. Lạ ha. Đúng rồi. Nó nghe tiếng xèo xèo luôn á, giống như là giống như chiên lên vậy á. Thơm. Thơm quá. Bánh nó nở lên như bánh tráng trời. Kiểu giống như bánh tráng nướng ở Việt Nam nhá. Không dầu, cho nên là rất là dễ thanh đạm. Ông cho nào được. Ok. Đói quá. Có một điều khá là lạ là những người phụ nữ ở trong cái bộ lạc này họ không có để cái phần lộ cái phần tóc ra. Họ sẽ trùm kín cái phần tóc của mình nè. Khá thú vị. Cái điều thú vị lớn nhất ở đây á, không phải là bộ lạc này mà lần đầu tiên biết phát hiện ra cây chuối ăn được bẹ, ăn được lá, ăn được thân. Và đây là một cái cách mà người dân ở bộ lạc Doji họ sẽ tiếp đãi khách bằng cách là cào những cái cây chuối á, lấy từ cái bẹ và nướng lên thành một cái chiếc bánh. Sau đó sẽ để lên một cái lá chuối luôn nè. Và mọi người sẽ sử dụng để mà ăn. Dorje pizza. Pizza. Dorje pizza. Pizza banana. Bây giờ là họ đang chuẩn bị thêm cái gì đó trên bánh hả? Có vẻ như là những người đàn ông này không chỉ mạnh mẽ đối với những các con thú hay là những kẻ thù của mình, mà những người đàn ông này cũng tỏ vẻ rất là cần mẫn trong cái công việc nhà. Đó là ngoài việc mà săn bắt hoặc là chiến đấu với những kẻ thù, những người mà muốn xâm chiếm bộ lạc của mình, thì những người đàn ông này họ lại biết phơi những cái tấm vải mà do người bộ lạc dệt nên. Chuối ở đây đó thì rất là to luôn mọi người. Ở đây là chủ yếu là chuối là gần như là một cái nguồn thức ăn chính của bộ lạc Doji này. Và cái ngôi nhà của bộ lạc Doji này hình cũng giống như là một cái tổ ong á. Cô bác anh chị có thể thấy những cái tổ ong đất mà được treo trên cây đó, thì các ngôi nhà của họ cũng giống như vậy. Và việc cất con ngôi nhà như vậy đó thì nó cũng khá là kỳ công và nó có thể giữ ấm cho mùa đông luôn. Nếu như những cái ngôi nhà ở những cái bộ lạc khác đó thì đa số là được cắt cái cánh cửa nó khoảng tầm 1 mét trở xuống để người ta có thể chui vào, thì ngôi nhà này Bùi Hồ có thể bước đi một cách thẳng lưng để mà đi vô như thế này. Chỉ cần một cái máy này thôi, qua một cái máy này thôi thì ở bên đây nó sẽ rất là cao luôn đó. Và bây giờ thì tiếp tục mình sẽ đi ở đây ha. Ok, đây là một người đàn ông rất là mạnh mẽ trong bộ lạc Doji. Hello. Bây giờ thì mình sẽ đi trên này. Thank you.
Bây giờ thì mình được một cái anh trong bộ lạc Dorje. Honey. Funny. Honey. Chili. Chili, ớt, đây là ớt. Đây là chuối. Dorje pizza. Pizza. Pizza banana. À, mình sẽ ăn một miếng chuối được nướng lên ha. Chili, đây là ớt. Very good. Good, good. Thì anh ăn với nhau bao nhiêu chín nè. Cái vị chua chua nè, cay cay nè, rất là ngon mọi người. Anh cái này gì chị? Đây là một cái loại nước chấm gì á? Ngọt. When I say something, when I say something, something, you say repeat again. Okay? Good. Để tay nha. Đây là cách uống rượu của bộ lạc này, phải để tay lên như vậy nè. Tirini. Tirini. Warashini. Warashini. Ningashini. Ningashini. Ekashini. Ekashini. Dorjeshini. Dorjeshini. Itopashini. Itopashini. Arbamicheshini. Yo 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 yo. Uống cái này là nói hết là hà hơi là tỉnh mẹ nó rồi. Good. Okay, I'm sorry. Good. Good. Chán biết không? Uống năm lần hả? Dorje họ chuẩn bị những cái trang phục để mà một cái dancer ngay tại cái ngôi làng của họ. Oh,
bao nhiêu đó thì cũng cô bác anh chị cũng đã hiểu về cái bộ lạc rất là cổ ngay tại Ethiopia. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở clip sau ha.